Quý khán giả thân mến, nhiều tỉnh thành miền Tây đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thành phố Cần Thơ sẽ giãn cách thêm 10 ngày tính từ hôm nay, ngày 16 tháng 8, để tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn trước ngày 25 tháng 8, theo nghị quyết số 86 của Chính phủ. Tối qua, cùng với quyết định tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong 10 ngày tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Cần Thơ đã có cuộc họp trực tuyến đến cấp xã với sự chủ trì của đồng chí Trần Diệu Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Đồng chí Trần Diệu Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trên trong công tác phòng chống dịch. Các sở ngành chức năng có kế hoạch cụ thể chăm lo an sinh xã hội, cung cấp đầy đủ kịp thời thuốc, hàng hóa thiết yếu, đảm bảo doanh nghiệp duy trì sản xuất an toàn, tham mưu cho lãnh đạo thành phố xây dựng kịch bản phục hồi phát triển kinh tế sau dịch bệnh, dẫn động người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội và các giải pháp chống dịch. Ngành y tế rà soát xây dựng phương án phòng chống dịch sau khi hết giãn cách xã hội ngày 25 tháng 8 như bảo vệ vùng xanh, xóa vùng đỏ, hướng dẫn người dân tự chăm sóc sức khỏe, tập trung mọi nguồn lực lấy mẫu cộng đồng ở các đợt tiếp theo, chủ động xây dựng phương án điều trị bệnh nhân trong trường hợp ca nhiễm tăng cao, không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, giao tổ truyền thông thông tin tổ chức nắm bắt dư luận, tìm hiểu tâm tư tình cảm của người dân để có giải pháp hỗ trợ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp các địa phương lân cận chia sẻ thông tin để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh chung và phục hồi kinh tế sau giãn cách.